Lan chào đón quý vị quan khách, chủ đầu tư, công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato và tất cả mọi người tham gia buổi lễ khởi công động thổ xây dựng công trình nhà từ đường dòng họ Ngô tại xã Khánh Hồng, huyện Như Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị quan khách, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị quan khách từ xa xưa, ông cha chúng ta đã có câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây, và biết bao truyền thống tốt đẹp, tự hào của dân tộc. Hiểu được ý nghĩa sâu sắc đó, chúng tôi tổ chức lễ động thổ khởi công nhằm đánh dấu khởi đầu quan trọng công trình xây dựng dự án từ đường Tư Gia Ngô Tộc, và từ đó cũng chính là lý do của buổi lễ trang trọng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay chúng ta có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư là ông Ngô Hữu Cầu ạ. Xin cho giới thiệu bác Cầu ạ. Tiếp theo là chúng ta có sự tham dự của ông Ngô Thanh Bằng, người quản lý công trình và đại diện cho chủ đầu tư từ đường gia tộc, từ đường Trung Giang Ngô Tộc ở đây ạ. Xin phép cảm ơn bác. Về phía nhà thầu thiết kế và thi công trọn gói, xin giới thiệu ông Phạm Văn Trường, cố vấn cấp cao của công ty chuyên tư vấn thiết kế thi công nhà thờ từ đường. Xin giới thiệu ông Phạm Trung Hiếu, giám đốc công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Về phía đội thi công, xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Hưng, chỉ huy trưởng công trình. Và đến tham dự buổi lễ động thổ khởi công ngày hôm nay còn có sự góp mặt của tất cả quý vị quan khách. Xin một tràng vỗ tay để chúc mừng cho sự có mặt của tất cả chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Và ngay sau đây, xin kính mời ông Ngô Hữu Cầu, đại diện cho chủ đầu tư, tiến lên khu vực sân khấu có đôi lời phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Kính thưa ông Phạm Văn Trường, giám đốc cấp cao công ty, kính thưa ông Phạm Trung Hiếu, giám đốc điều hành công trình xây dựng từ đường, kính thưa tất cả các anh chị em trong đội thi công, kính thưa các vị đại diện cho gia đình chủ đầu tư. Hôm nay ngày 15 tháng 3 năm Quý Mão, tức là ngày 4 tháng 5 năm 2023, một ngày đẹp trời, một ngày lành tháng tốt, gia đình tổ chức khởi công xây dựng từ đường của Tư Gia. Đây là một cái công việc mang một cái ý nghĩa hết sức to lớn. Nó là cái sự kế tục cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của dòng họ Ngô và của gia đình luôn luôn uống nước nhớ nguồn, thể hiện cái sự tri ân của con cháu đối với ông bà tiên tổ. Và xây dựng từ đường cũng là cái mạch nguồn để nối tiếp cái truyền thống, là cái nơi hội tụ, là cái nơi sum họp đối với con cháu trong gia đình mỗi một cái dịp Tết đến xuân về. Những cái dịp có những cái ngày kỳ của tiên tổ thì con cháu sum vầy, thì sum họp để tỏ rõ tấm lòng thành kính của mình tri ân tiên tổ. Cho nên là gia đình chúng tôi cũng rất là vui mừng, phấn khởi là lựa chọn được cái ngày lành tháng đẹp tổ chức khởi công xây dựng công trình. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn là cháu Ngô Thanh Bằng, chủ đầu tư là công trình, cháu Ngô Hồng Thái và anh em trong gia đình, các anh em con cái và các cháu gia đình đã có tấm lòng thành kính để mà bày tỏ cái sự biết ơn của mình đối với ông bà, đối với tiên tổ. Chúng tôi cũng mong rằng là công ty xây dựng từ đường là một cái công ty mà đã chuyên môn về xây dựng từ đường,
thì các anh ở trong công ty phối hợp chặt chẽ với gia đình để tổ chức xây dựng từ đường của gia đình là đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Và đây cũng là một công trình đầu tiên công ty tổ chức xây dựng tại xóm 10, thôn Tiên Phúc, xã Thanh Hồng, cũng là một yêu cầu rất cao về thẩm mỹ, về đảm bảo an toàn và về mặt kỹ thuật. Cho nên là một cái công trình để lại một cái dấu ấn hết sức tốt đẹp, một cái tiếng vang tốt đẹp và một cái dư luận tốt. Và sau này chúng tôi mong rằng là sẽ có nhiều cái dòng họ, có nhiều cái gia đình sẽ phối hợp với công ty để tổ chức xây dựng cái tổ chức cho nó đẹp, nó chất lượng và thể hiện sâu sắc cái tình cảm, cái tấm lòng, cái lòng thành kính của con cháu, của gia đình đối với lại tiên tổ, và thể hiện cái truyền thống đạo lý tốt đẹp của lên nước của nguồn nguồn của dân tộc Việt Nam, của các cái người con cháu trong gia đình đối với ông bà tiên tổ. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cho cái buổi công khởi công này là một cái khởi đầu tốt đẹp và xây dựng công trình để đảm bảo thật sự là an toàn, chất lượng, hiệu quả và thẩm mỹ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Chúc ông nhiều sức khỏe để cùng công ty mang lại thêm nhiều giá trị cho cộng đồng, và mời ông tiếp tục ở vị trí của mình để tham dự cuộc buổi lễ ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo thì xin trân trọng kính mời ông Phạm Trung Hiếu, đại diện là giám đốc của công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato, nên có đôi lời phát biểu với mình. Kính thưa ông Ngô Huy Cầu, đại diện chủ đầu tư, ông Phạm Văn Trường, cố vấn cấp cao công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato, cùng toàn thể quý vị quan khách, hôm nay công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato rất vinh dự được gia đình lựa chọn là cái đơn vị thi công trọn gói công trình nhà thờ họ Ngô tại nơi đây, thì tới phương châm làm đẹp từ tâm và kinh nghiệm thiết kế thi công trọn gói trên 63 tỉnh thành. Vì chúng tôi xin hứa với chủ đầu tư và tất cả mọi người, ngay sau thời khắc này chúng tôi sẽ chuẩn bị nhân lực, thiết bị, máy móc để tập trung thi công xây dựng công trình, đảm bảo về đích đúng tiến độ như đã cam kết với gia đình. Trong cái thời gian thực hiện thi công xây dựng công trình thì chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của tất cả mọi người trong dòng họ để chúng tôi hoàn thành công trình đạt chất lượng tốt nhất. Nhân buổi lễ trân trọng ngày hôm nay, cho tôi xin gửi lời chúc tới chủ đầu tư, ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể quý vị quan khách một lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vừa rồi thì mọi người đã được nghe lời phát biểu của đại diện chủ đầu tư là Ngô Hữu Cầu, cũng như là lời phát biểu của ông Phạm Trung Hiếu, giám đốc công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Và tiếp sau đây thì tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hưng, chủ yếu trưởng bộ công trình, cũng như là đại diện của anh em thợ sẽ có đôi lời phát biểu trực tiếp đến chủ đầu tư cũng như là đại diện công ty. Xin tất cả các cụ ở trong buổi dự lễ khởi công nhà thờ họ và công ty Kisato, nhà thờ họ của anh Nguyễn Văn Bằng và toàn bộ người có mặt trong buổi lễ khởi công công trình nhà thờ họ hôm nay, chúng tôi là Nguyễn Văn Lâm, chủ y trưởng công trình, xin phép được đại diện cho thi công đội thợ sẽ và cam kết qua anh em chúng tôi tất cả mọi người xin tự hào tham gia vào dự án. Hiện tại tất cả các thợ giỏi nhất đã có mặt tại đây sẽ cố gắng hết sức tạo nên một ngôi nhà thờ đẹp và
đầy ý nghĩa, chúng tôi cam kết tại công trình sẽ đảm bảo chất lượng công trình tiến độ theo tốt nhất được, để lại dấu nét với mọi người địa phương và quê hương nơi tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi lễ khởi công. Công trình càng tốt đẹp hơn ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. À, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị quan khách, phần quan trọng nhất trong buổi lễ hôm nay đó chính là nghi lễ động thổ khởi công xây dựng công trình từ đường Tư Gia Họ Ngô. Thì sau đây xin kính mời, trân trọng kính mời cho ông Ngô Hữu Cầu, ông An, cũng như là ông Phạm Văn Trường, ông Phạm Trung Hiếu, mọi người lên chúng ta tiến hành cái nghi thức động thổ khởi công ạ. Đầu tiên đó chính là nghi thức cúng động thổ. Đây là nghi lễ quan trọng trước khi khởi công xây dựng công trình trong văn hóa Việt Nam, với ý nghĩa là xin phép báo cáo gia tiên, các vị thần linh nơi đây phù hộ cho quá trình thi công diễn ra thuận lợi xuân sẻ. Đây, cháu xin phép đếm nhá. 3, 2, 1, bắt đầu ạ, xin mời. Và sau khi xúc xong thì mời mọi người giữ nguyên cái chén để bộ phận truyền thông xin một vài kiểu ảnh để chúng ta sẽ làm kỷ niệm về sau ạ. Dạ vâng. Đấy, sau đây thì xin mời mọi người hãy nhìn vào máy ảnh phía trước ạ. Chúng ta xin một vài kiểu ảnh nhé. Ok, vừa rồi là mọi người đã đi qua hai phần lễ chính của chúng ta rồi. Hôm nay thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành và bây giờ thì bây giờ đây là cái nghi lễ uống rượu xung quanh ạ. Chúc mừng cho mọi người sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp, thành công ạ. Chúc mừng cho từ đường họ Ngô cũng như là công ty cổ phần xây dựng Nghi Sơ Đô ạ. Mọi người cùng uống chén rượu xung quanh, chúng ta cùng gắn kết với nhau nhé. Cảm ơn sự tin tưởng của chủ đầu tư cũng như là sự cố gắng của công ty cổ phần xây dựng Nghi Sơ Đô ạ. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, đầy năng lượng và cùng hỗ trợ với nhau ạ. Và xin mời mọi người về lại vị trí của chúng ta để chúng ta sẽ tiếp tục chương trình nhé. Cũng như lời phát biểu của bác Ngô Hữu Cầu là để thể hiện tình yêu cũng như lòng biết ơn tổ tiên ông cha, đồng thời cũng là một tài sản văn hóa và tâm linh của gia đình. Thì với thiết kế ấn tượng trang trọng cùng với công nghệ xây dựng nhà thờ tiên tiến, chúng tôi tin tưởng rằng công trình này sẽ trở thành một biểu tượng đẹp và ý nghĩa của địa phương cũng như là của dòng họ và thương gia của họ Ngô ạ. Và đến thời điểm hiện tại thì buổi lễ khởi công cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đại diện cho chủ tư, đại diện cho công ty và chúng tôi đại diện cho ban tổ chức. Chúng tôi xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị quan khách, chủ tư cũng như công ty cổ phần xây dựng từ đường Sato và tất cả sự hiện diện của các quý khách trong buổi lễ ngày hôm nay mang lại nhiều ý nghĩa và giúp cho công trình có một khởi đầu mới và được triển khai một cách tốt đẹp. Để chúc quý khách luôn khỏe mạnh, đầy năng lượng để tiếp tục hoàn thành công việc tốt đẹp của mình, cùng với chúng ta hướng tới một mục tiêu, đó là hoàn thiện công trình một cách đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất và là niềm tự hào của dòng họ cũng như là của công ty và tất cả mọi người xung quanh đây ạ. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và đây mọi người có thể nhìn thấy đây là cái công trình chúng ta cùng tiến tới và về đích sau 4 tháng nữa mọi người nhé. Khi mà đến với Kisato thì chúng tôi luôn luôn đặt cái chất lượng lên hàng đầu, đó về vật tư, đó về mỹ thuật. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành về mặt tiến độ mọi người. Nhưng mà với những công trình này thì tiến độ của chúng tôi sẽ trong vòng 4 tháng. Và công trình này thì mọi người có nhìn thấy là chủ đầu tư cũng như là gia đình lựa chọn cái chất liệu đó là xi măng, sơn giả gỗ. Đó, bên đó, bên cạnh đó thì có kết hợp được với những cái chi tiết là làm hoàn toàn bằng đá tự nhiên, từ cây cột đèn này, từ bậc ngũ cấp cũng như là ngưỡng cửa mọi người. Thế rồi ở đây cũng có gỗ mọi người nhé, gỗ từ cái những cái vị trí là cửa bức bàn như vậy. Đó thì với một cái công trình tâm linh và nằm trên một cái khuôn đất
nó rất đẹp như vậy. Kisato đã vinh dự được thiết kế chọn gói toàn bộ khu đất cũng như là công trình nhà ở và công trình từ đường. Hôm nay rất là vinh dự và được xây dựng chọn gói công trình từ đường này đó. Và với cái kích thước thì mọi người có thể xem trên bản vẽ để kết hợp, và chúng tôi sẽ đi giới thiệu chi tiết cho mọi người khi mà công trình hoàn thiện xong phần thô hoặc là đang trong quá trình thi công nhé. Thì hiện nay chúng tôi có 6 trụ sở trên khắp cả nước mọi người ạ, 6 trụ sở trên khắp cả nước trải dài từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Đồng Nai, và có thể phục vụ cho quý khách ở khắp 63 tỉnh thành. Đó, với đội thợ, đội ngũ chuyên nghiệp, và hôm nay thì được phục vụ nhà Bắc Bằng ở thôn Duyên Phúc, xã Khánh Hồng, huyện Đức Khánh, tỉnh Ninh Bình. Và khi mà chúng tôi thi công thì chúng tôi cam kết 100% những cái vật liệu mà chúng tôi cung cấp đến trong công trình đã được trao đổi và thống nhất với chủ đầu tư. Đó, chủ đầu tư lựa chọn và chúng tôi sẽ mua những cái vật liệu đó thay chủ đầu tư quản lý vật liệu để tránh thất thoát, mà làm sao mà công trình của chúng ta vẫn đảm bảo về chất lượng mọi người nhé. Quản lý cả về con người, cả về vật tư, đó, về chất lượng, về tiến độ. Đây mọi người nhìn thấy sắt của chúng tôi, ví dụ đã trao đổi sắt Hòa Phát là 100%, công trình của chúng ta xuống đây là sắt Hòa Phát. Đó, thế rồi mọi người có nhìn thấy xi măng, trao đổi với nhau loại xi măng gì thì xi măng xuống y hệt như vậy, và chủ đầu tư có thể cử cán bộ kỹ thuật hoặc là đại diện của chủ đầu tư để giám sát những cái vật liệu của chúng tôi mang xuống công trình để thực hiện cho công trình của chủ đầu tư mọi người nhé. Thì một lần nữa xin cảm ơn chủ đầu tư cũng như là quý vị khán giả đã đang quan tâm tới công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Hy vọng sẽ được phục vụ khách hàng một ngày gần nhất, và cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ này. Hy vọng chúng tôi sẽ trao được nhiều giá trị hơn đến cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.